Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với video tiếp theo của em. Thì video hôm nay em giới thiệu mọi người những cái chiếc đồng hồ vạn năng và những chiếc Mackey rồi máy đo điện trở kích điện nha. Đó, mấy hôm trước em các bác yêu cầu nhiều cái máy cạo râu, máy đo huyết áp, em lên những cái video máy cạo râu, máy đo huyết áp. Đó, hôm nay em lên cái video là thiết bị đo điện nha các bác. Đó, còn có các bác này cứ bảo là em là không thể bán thiết bị đo điện, em cũng có nhiều nha các bác, cái gì cũng còn rất nhiều nhưng mà cũng cứ có mình nên là cũng không có làm nhiều các bác, cứ làm từ từ thôi. Đó thì cái video hôm nay em cũng có mấy cái món thanh lý nhá. Đó thì cái này là cái hộp là của một bác ở Bình Thạnh, Hồ Chí Minh này. Đấy, này là bữa trước bác có mua của em chiếc đồng hồ đấy, nhưng mà bữa nay bác thích muốn đổi nên cái đồng hồ có thang đo điện trở cao hơn, thì bác nhờ em thanh lý cái này, thanh lý cái này xong rồi bác đổi cái đồng hồ có cái chức năng điện trở cao hơn. Đó thì đây bác gửi về nó còn nguyên này, em chưa có bóc, giờ tiện em bóc cho trong em test chi tiết cho các bác rồi em thanh lý cho bác nha. Đấy, cái này em thanh lý được bao nhiêu tiền thì em gửi bác đúng bao nhiêu tiền, chứ em không quan lời lãi về cái chỗ này nha bác. Đấy, bác là Bình Thạnh này. Đó, em không quan lời lãi về cái này đâu. Đó, cái này chỉ có thanh lý giúp khách hàng thôi, khách hàng mà muốn đổi lên cái model khác thì đổi, tại vì là những cái em đã bán rồi là em không có thu lại đâu, em bán rồi thì các bác không thích dùng thì nhờ em thanh lý lại thôi, chứ còn em đã bán em không có thu lại nha các bác. Đấy, các bác không muốn dùng thì gửi em bán, em thanh lý lại cho bác khác dùng. Đấy, bác khác có nhu cầu. Đấy, hết nha. Đây, đấy, hàng của em bán em chỉ có bán những cái hàng mà từ Nhật về thôi, chứ còn đã qua tay các bác thì là em không có bán, em chỉ có thanh lý dùng các bác thôi. Đấy, đây giấy này, dẫn này. Đó, rồi một chiếc chiếc này còn đẹp, rất đẹp nha các bác. Đấy, bác là cũng quá cẩn thận đấy. Rồi, đó, một chiếc xem nào, này cái giá bữa trước bác cứ bước giá này về bác chắc dùng mấy lần. Xem nào, con này là con U70D này. Đó, nhìn sơ bộ cũng đẹp nha các bác. Đó, cái tem bảo hành em vẫn còn dán ở đây này. Đó, bác cũng chưa có tháo ra hết nha. Đấy, rồi em sẽ đo xong rồi tí em sẽ tháo cho các bác coi nha. Dây cũng còn rất đẹp này. Đó, cái giá là trước em bán cho bác bao nhiêu đây, quên vừa xé mất. 550. Đợt trước bán 550. Đấy, rồi em test nha, test nha các bác. Đấy, xong rồi em test ok thì em thanh lý nha, thanh lý giúp các bác khách thôi nha. Đây, sơ bộ thì bên ngoài các bác nhìn sơ bộ bên ngoài nha, còn còn rất đẹp nha. Bác về thì bác cũng chưa dùng đâu, đấy tem em đã còn nguyên này. Đó, tem những cái mặt hàng em bán ra thị trường em đều có dán tem hết. Đó, dán tem để cho các bác biết là hàng của em. Đây, dây của nó nha, dây thì là dây zin Nhật đấy nha các bác. Đó, dây Nhật nha. Rồi, đen này, đỏ này, cái này nó có cái đảo âm dương nha các bác. Đấy, đảo âm dương nha. Cái này về thì bác này, bác ấy cái này thì nó chỉ có thang đo điện trở cao nhất x1k thôi. Đó, giờ bác muốn lên cái x10k điện trở cao hơn. Đó, em test tất cả những cái tính năng nha các bác, test giống như một chiếc đồng hồ em thường ngày em vẫn test đấy nhá. Đấy, rồi về không, con là 10 ohm này. Đó, 10 ohm nha, gần được 10 ohm. À, cái kim này nó để kiếm cái chỗ để cho nó bằng nha, kim nó này để chính kim về không nha. Rồi, kim về không. Đấy, giờ ok, nó lại nha. Rồi, 10 ô. Đó, chính là 10 ô nha. Rồi, x10. Rồi, con này 10 thì nó sẽ là 1 này. Đấy, 10 là 1 này. Rồi, x100 này. Đó, con này 2.17 này.
Rồi đó, gần 22 nha, đúng luôn. X1K. Rồi con này 59,7 này. Đó, 60 nha. Gần 60, đó cũng rất đúng nha. Rồi lo điện DC này, 2,5V này. Cục pin này 1.6 này. Rồi 1.6, 10V này. Cục này 9,7 này. Rồi, ok. 50 nhích nha. Rồi. Đây 50 nhích này. 1000 này. Rồi ok, lo điện DC nha. Để 1000V. Rồi DC anh em bây giờ đang là 231V này. Đấy. 1000V nó sẽ không chuẩn nhá, tí cho 250 nó mới chuẩn. Rồi, để 250 nha. Rồi, 225V. Đó, đúng rồi, nó chênh với cái này mấy V là đúng. Đó, đầy đủ mọi tính năng nha các bác. Rồi, để em sẽ tháo này nha. Tháo cho các bác coi này. Rồi, đó, cái tem em dán vẫn còn này. Đấy. Đó. Rồi, đây bên trong này. Đó, các bác coi. Rồi, nó dùng hai cục pin 1,5V. Đấy. Y nguyên nha. Đó, y nguyên nha các bác. Đó, nguyên máy zin rồi đó nha. Đó. Rồi, cái này, cái máy này nha. Này em sẽ thanh lý giúp bác khách hàng. Đó, 400.000. 400k nha các bác. Đấy, cái này bác mà đang coi cái video này nha, 400 này. Đấy, bác coi nha, đó, nếu mà khách hàng mua thì em chuyển khoản cho bác đủ 400 nha. Đấy, đây chỉ có thanh lý giúp bác thôi. Rồi, đầy đủ như này. Giấy này, hộp này. Đó. Các bác là mua ấy, thì là cái này là 400 nha. 400 là chưa có bao gồm phí ship nha. Phí ship là 25k nha các bác. Phí ship là 25k là 425.000 nha. Đó, chiếc đồng hồ còn rất đẹp. Đó, Sanwa U70D. Đó, cái này nó có đảo cực âm dương này. Đấy. Rồi. Có thang đo điện trở tới X1, X10, X100 và X1K này. Rồi đo điện AC, DC tới 1000V nha. Đầy đủ nha các bác. Rồi sách này. Que zin này. Đó. 400 nha các bác. Đó, 400 là cái giá thanh lý dùng bác khách hàng nha. 400. Cái này là cái hộp không phải có lõi nhá. Đấy, cái tên cái trong của nó khác nha. Trong của nó khác, cái này cái hộp chẳng là qua cái hộp để cho đẹp thôi nha các bác. Rồi, cái đó là của bác khách. Rồi, hôm nay em cũng có một cái thanh lý cho các bác nha. Đấy, cái này của Hiuki nha, model là 3231 nha. Đấy, cái này là nó cứ hiện tượng đơ đơ nha các bác. Đấy. Đây mã số 1200 này. Đấy, của Nhật nha. ABN này. Đó, ABN này. Đấy, ABN nha. Đó, nó cứ có hiện tượng đơ đơ, nó không có đo nha. Đấy, bật lên nguồn đầy đủ hết. Máy của nguyên zin nha. Để em tháo cho bác coi này. Nó bị đơ. Em không có biết sửa chữa mà em cũng không có sửa nên là em lỗi là chỉ có bán rồi, đánh lý rồi. Đấy, các bác thợ nha. Đấy, còn rất đẹp nha. Đấy, pin em thay mới rồi nhưng mà nó không có lên. Đấy, các bác thợ về kiểm tra nha. Đấy, còn rất đẹp nha. Đó. Pin thay mới rồi nhưng mà nó vẫn đơ như vậy nha. Đấy, thanh lý 200 thôi, như ve chai thôi. Đấy, chiếc đồng hồ điện tử Hiuki. Đấy, lúc lên lúc không nha. Đấy, giờ lên này, tắt này, bật này. Đó, lên. Đó, 200 nha. Chỉ có máy như này thôi nha các bác. Đấy, mã số 1200. Đó. Rồi. Đây thì cũng một cái nữa. Cái này thì con này bình thường. Đấy, dùng bình thường. Này mã số 2600. Đấy, dùng bình thường 600. Lỗi thì bán 200. Đấy. Dây này, dây zin Hiuki nhá. Buộc nắm dây chứ.
đấy, dây zin Hilky nhé. Rồi con này đấy, đồ ôm nhá, đồ ôm thì các bác cắm bên này nhá, đồ ôm với lại đo diode nhá, đo milliampere nhá, còn đo điện cắm bên này nhá, chứ để bên này đo điện nó cháy nhá các bác. Đó rồi, đồ ôm này con là 10 ôm nha. Đấy, 9,8 gần 10, 9,18, 9,19. Rồi, con này 2.17 này. Đấy, 2.17 nha, con này 59,7 này. Đấy, 59,7 này. Đó, đúng nha. Rồi, nó diode, đây là thông mạch có tiếng bit này. Đấy, thông mạch có tiếng bit nha, còn đo diode nha. Lên này, chiều này không lên này. Đấy, nó mắt khoang là không lên. Rồi là mini be này, rồi đo điện nhá, đo điện thì các bác rút cái này nha, cắm bên này nha, đấy để bên này đo điện nó cháy nhá, đấy đo điện này, cái này 9,7 là 1,6 này, đấy 1.57 nha, này 9,7 này, đấy 9,6, rồi đo điện auto nhá bác tự nhận nhé, phải không? Để em đo thử cái điện AC ra. Không, đây AC thì chuyển đây nha, nó không auto. Đấy, 232V. Đây, điện này em này, 232 nha. Ok nha, đấy, chuẩn dọc. Rồi đó, đầy đủ mọi tính năng. Chung là cái này nó là cái dòng đồng hồ cổ nhá bác, đồng hồ cổ. Đấy, tính năng của nó thì đơn giản. Nó có những cái tính năng đơn giản vậy thôi ha. Đấy, mã số 2600 nha. Dây zin này. Rồi, 600. Rồi, tiếp theo là chiếc Ampere kìm kim. Đấy, kìm kim nha. Này model là 3102. Đó, nó đo điện là đo ampe thì tới 300A nhá, có thang đo 6, 15, 60, 150 và 300 này. Rồi, đo điện thì tới 600A nha. À 600V nha các bác, đo điện 600V có thang nó ôm này. Đấy. Máy và dây nhá, máy dây như này hộp nhá. Đây mã số 3600 nha các bác, 600. Đó. Rồi, đến đo nha. Nhiều đồ quá. Mấy cái này nó mất nhiều diện tích quá. Rồi, đây đồ ôm nha, đồ ôm thì các bác vặn đây đây nha. Đấy, ôm này. Rồi, lên này. Đó, lên nha. Rồi, đồ ôm lúc là thông mạch vậy thôi, còn đo điện nha, đo điện thì các bác vặn là để 300 nha. Đấy, còn các bác mà đo điện công nghiệp thì để 600, đấy, còn điện gia đình thì để 300. Đó. Rồi. Đó, điện nha. Ok. Rồi đo ampe này, đồng hồ ampe chủ yếu đo ampe thôi. Đấy, ampe này. Rồi cái bộ này là bộ test ampe nhé các bạn. Đây, để 6 ampe. Đó em kẹp đây nha. Đấy, cái máy sấy này, cái máy sấy dao động trong khoảng 4A thì em vẫn test đây. Những cái đồng hồ điện tử này thì hơn 4A tí này, còn đồng hồ kim thì nó tầm 4A nhé. À, các bác nhìn đây, đây nó có ampe ở đây này. Và cái này 4A thì hay là 4A ở đây nhé. Đấy, bật này. Đó. Đấy, rất đúng nha. Rồi để thang 15 này. 15 này các bác gọi thang 15 này. Đây 5A ở đây này thì 4A nó gần chỗ 5 nhé. Rồi bật này. Đó, ok nhờ. Đấy, lên nha. Đó. Rồi, tháo các bác coi bên trong này. Đấy, cái này pin vẫn còn đẹp, vẫn còn pin zin của nó luôn á. Thấy cái pin nó còn tốt thì không có thay. Đấy. Cái dòng này á, thì cái này nó lại bọc bằng bông dính này. Còn cái dòng này là nó để không vậy nha.
cái cuộn dây đồng này, cái dòng này thì nó lại có cái lớp quấn băng keo, còn cái dòng này là dây đồng nó để không luôn, nó không quấn đâu. Cái này bắn này. Đấy, mạch nguyên zin nha. Đấy, 600. Này tiện cho các bác đi làm điện lạnh, đi công trường nó văng vặt nó đỡ sót. Máy cơ thì nó cũng bền. Đấy, hộp quá đầy đủ nha. Dây hộp đấy, 600 thôi. Rồi, mã số 3 600. Rồi, mã số 4 cũng 600 luôn. Rồi, mã số 4 cũng 600 luôn. Đó. Cái này thì nó là cái model là 3100 nhá, Hiyuki này. Đó, nó đo được điện. Cái này nó có thêm cái tính năng đo điện DC tới 75V này. Đó, còn đo điện AC thì tới 750V. Rồi, còn đo ampere thì cũng những cái thang 6, 15, 60, 150 và 300. Đấy. Rồi, em test này. Đấy nhá. Dây thì dây zin nhá. Đó. Máy này test cho nha. Rồi, đo ôm. Đo ôm đúng đo thông mạch vậy các bác để ở đây nha. Rồi, lên. Đấy, lên này. Rồi, còn đo điện thì cắm qua bên này nha. Chứ đo điện mà để bên đo ôm nó cháy nhá. Đấy, đo điện này. Điện chính thang 300 này. Đấy. Ok nha. Rồi. Mấy cái ampere này em chủ yếu test ampere thôi, còn mấy tính năng kia nó không có quan trọng. Rồi, đo ampere này. Em để thang 6 nha. Thì các bác nhìn cái thang 60 nha, 4 thì nó sẽ là 40 nha, 4A nó sẽ là 40 nha các bác, tại vì mình để thang 60 mà. Đấy, thì mình sẽ chia cho người nha, 4A nó sẽ là 40 nha, cái máy sấy thì là 4A. Những cái đồng hồ kim này là 4A, cả đồng hồ điện tử nó sẽ là hơn 4A nha. Đấy. Đấy, bật này. Đó, ok giờ để thang 15 này. Đấy, 15 đây này, thì 5A nó đây, nó gần 4A ở đây nha, 4A ở đây nha. Đấy. Ok nha. Rồi để em tháo này. Đấy. Thấy chưa? Đây này, cái này cái cuộn dây đồng của nó là nó không có bọc một lớp băng keo nhé. Cái dòng nó thế nha các bác. Đấy, cần máy này. Đấy, máy nha, nguyên zin nha. Pin hay mới nha. Đấy. Đó, cái này mã số 4 600, máy dây hộp đầy đủ. Rồi, cho này lại. Đấy, kéo này đi. Rồi, đến chiếc đồng hồ ampere điện tử nha các bác. Đấy, cái này thì là model 3262 nha. Đó. Cái này nó đo điện AC tới 1000V nha. Đo ampere tới 1000A nha. Rồi nó có cái tính năng là dưới 10A thì ngắn đây nha. Trên 10A nhả ra để cho nó lấy cái chỉ số chuẩn nha. Đó, rồi đo ôm. Đo ôm tới 10K này. Đó, 1K 10K này. Rồi đo độ C độ F này. Đó. Rồi. Này thì bao gồm hộp nha, máy, hộp, dây nha. Này mã số 5900 này. Đó, rồi em test nha các bạn. Rồi, dây thì dây zin nha. Đó, để đây. Rồi, đây, lấy cái dây này. Đấy, các bác đo ôm thì các bác cắm dây đen ở đây nha, dây đỏ bên này nhá. Còn đo điện thì cắm dây đỏ chuyển qua bên này, cái dây đen vẫn giữ nguyên nha. Đó, đo ôm bên này này. Đấy. Rồi, đo ôm này, đây nó bật lên này. Đấy, đo ôm ở đây nha. Rồi, đo ampere ở giữa này. Đo vôn ở ngoài cùng này. Đấy, đo ôm với nhiệt độ thì ở đây nha các bác. Đó, đo ôm này. Cái này đo ôm nó sẽ không chuẩn bằng mấy cái đồng hồ chuyên đo ôm nha các bác. Đấy, đây này. Đo ôm giống như đo thông mạch vậy thôi. Đấy. Đấy, 2.17 ôm thì nó đo được 2.07 này. Đo ôm thì nó sẽ không chuẩn mấy đâu nha. Đó, đo điện này. Đấy, điện cắm bên này nhé. Rồi. Đấy, đo điện. Đây. Điện đang là 232V này.
đấy, đồ điện các bác cắm bên này rồi các bác phải chuyển sang gạt sang cái bên này nha. Đấy, cái vôn này, đấy sang vôn này, đấy 233 này, 232 này đó, ok nha. Đấy rồi, đo ampere thì gạt ở giữa nhá. Đấy, gạt giữa này đó, ampere này. Rồi nếu mà cái dòng của mình mà dưới 10 a đó thì mình nhấn cái nút này đó, dưới 10 a, còn trên 10 a thì mình nhả ra. Đấy đó, cái nơi này thì nếu mình đo những cái thiết bị nhỏ điện gia đình ấy, hay là thiết bị nhỏ mà dưới 10 a thì các bạn ấn cái đó nó sẽ chuẩn hơn nha, nó sẽ lấy cái chỉ số chuẩn hơn này đó. Cái này thì 4 a, những cái điện tử nó sẽ đo được hơn 4 a tí nha các bác. Đấy, em bật này đó, 4.17 này đó, bật này. Đấy, còn nếu như các bác nhả ra nha, nhả ra trên 10 a này thì bây giờ những cái thiết bị nhỏ này nó sẽ không chuẩn mấy nhá. Đấy rồi, đấy, tôi báo là 4.2, nó sẽ lấy cái chỉ số 4.2 thôi, nó không có số lẻ đằng sau. Đấy rồi, đầy đủ mọi tính năng. Để tháo cho các coi này, nắp sau. Rồi, đây nha các bác. Pin nó dùng một cục pin 9V nha. Này cái cầu chì này. Em tháo. Tháo này lắp vào nó khó nha các bác. Các bác không biết thì đừng có lắp nha. Đấy. Rồi, đây bên trong này. Nguyên zin nha. Đấy, nguyên zin nha các bác. Đó, này. Lắp lại. Riêng em bán mà cái nào mà tháo được thì em tháo luôn. Đấy, cho bác nhìn thấy trực tiếp nó dễ. Đấy, bên trong nó còn sáng này mà, ốc nó còn sáng này. Bật này, đấy, bật này. Đó. Rồi, bật này. Đấy, tắt nha. Đây, máy hộp đầy đủ nha các bạn. Đây, zin. Đấy, mã số 5, 900. Rồi, tiếp theo là mã số 6. Số 6 này cũng 900 luôn. Cái này là một chiếc amet kìm của Kyojitsu nha. Kyojitsu model là 2017. Cái dòng này sản xuất tại Thái Lan đấy các bác. Kyojitsu đa số sản xuất tại Thái Lan thôi. Đấy, sản xuất tại Thái Lan nha. Nhìn Thái Lan nha. Đó. Rồi. Cái này thì nó đo được, nó có đo ôm tới 200 ôm này, đo ampere thì 600A này, đo điện tới 600V nhá, điện AC nhá. Đấy, hộp này. Dây này. Đấy, hộp nha, hộp da, hộp zin nữa nhá, 600. Đấy, dây thì là cái dây của thằng Watsu nhá, chứ không phải dây của Kyojitsu nhá. Cái này về nó có dây, nhưng mà dây Watsu còn của Nhật nhá. Đây Watsu. Dây đẹp đấy nhá. Rồi, em test nha các bác. Test đâu rồi. Nó ôm này. Đấy. Com này. Rồi. Đấy, nó ôm nó thông mạch nó thông bít luôn. Này ôm chắc nó sẽ không có chuẩn đâu, tại vì những cái đồng hồ ý chuẩn phết nhầy, 10 ôm luôn. Chẳng mấy cái đồng hồ này không chuẩn. Đấy, 10 ôm luôn, nghe chưa, chuẩn phết đấy. Nó đo cứ 200 ôm thôi, cái này là 2k không đo được. Rồi đo điện nhá, đo điện là để 600 nha. Điện nhà thì 220 mới được, để 200 nó quá, thế phải để 600 nha. Điện công nghiệp cũng để 600 luôn. Đó. Rồi đo này. Đấy, 232V, đúng rồi, rất chuẩn nha. Nè.
đấy, 231 232 ok nha, 33 đấy, lên rồi, ok. Đo ampe thì để 200 này, cái này đo ampe để cao nha các bác. Rồi test này, này nó sẽ là hơn 4A nhé. Rồi bật này, đấy 4.0 là 4.1 đấy, tại vì cái này nó là cái ampe này cao nhé. Đó, nó đo, nó có cái thang đo 200 với 600 thôi, chứ nó không có cái thang đo nhỏ như cái thang đồng hồ Yuki kia. Thế thành ra là nó không có lấy cái chỉ số sau chuẩn nhé. Đấy, chỉ 3-4 tấm rồi. Đấy, 600 rồi, 614. Đấy, tại vì cái dòng của mình nó là dòng nhỏ mà. À, em sẽ cho nó vào cái này, kích này, kích dòng lên, nhân 10 lên. Quên ấy, mình có cái bộ này mà mình cứ quên các bạn. Tại nó tép nó trò đấy nó khó này, anh em cứ quên cứ không. Đấy, bây giờ nó sẽ là 40 nha các bác nhìn nha. Em kích 10 lần nha, cho cái dòng nó kích 10 lần, bây giờ nó sẽ là 40 nhá. 40 bốn mấy bật này, đấy ok chưa, 41 đấy, kích lên mà kích 10 lần đó, ok nha, quá chuẩn luôn. Đấy, đây là cái bộ test dòng này. Đấy, cái này nó nhân kích 10 này. Còn cái này là bình thường, bên này là bình thường, cái này nhân lên 10 lần đấy. Bình thường cái này như cái vừa rồi, cái đồng hồ của Hiuki đây này, như cái Hiuki này là nó đo được 4.10 mấy á, thì bây giờ cái này nó kích 10 lần nó là 41 mấy, giống như vậy luôn nha, chuẩn không? Đã quên có cái kích dòng mà mình cứ quên. Đây, nãy nha. Đấy. Ok chưa? Kích lần này là nó 4.2 này. Đấy. Nhân lên 10 á. Rồi ok nha các bác. Đỏ em quá hết em cứ quên. Rồi tháo ra bác coi này. Này, xem có tháo được trong. Đồ rất nhiều đồ mà cứ hay quên. Đó, cái này nó thuộc cục pin 9V. Đấy. Tháo là nắp khóa. Đấy, ok chưa? À, thấy bên trong sáng bóng, thấy không? Đấy, sáng nha, mày còn sáng này, đấy, hơi nắp còn ngay không? Lạch thì cái đi tìm mò hết là hơi. Đây là mấy cái xoay này, này. Mà lạch xoay lạch kia nắp còn mất công tìm mãi. Ừ, và luôn, mày quá, đỡ mất thời gian. Các bác coi video trong sim like nhé các bác, like và đăng ký kênh nhé. Các bác nhớ bật cái thông báo nhé, cái thông báo để khi mà em ra cái video thì nó sẽ có cái thông báo để các bác thấy là em có cái video mới, để các bác kiếm được những cái món mình ưng ý nhé. Chứ nếu mà các bác mà không có đăng ký kênh, không có bật thông báo là khi em ra cái video các bác không có biết, thì lúc các bác coi thấy thì nó lại mấy ngày sau các bác mới thấy, lúc đấy là người ta mua rồi. Đấy. Những cái hàng cũ này nó không có nhiều các bác, mỗi lần nó về lúc tung em chả biết được nó có những cái gì luôn. Đấy. Nên nhiều bác cứ dặn một là để cái nọ kia, nhưng mà thực ra thì nó nhiều cái loại lắm, không biết được cái gì nữa. Nó không phải là sẵn, không phải là nó sẵn cái model. Rồi, này mã số 6900 nha các bác. Đấy, 900. Rồi, ui chết rồi. Quên đi dây quá rồi. Đấy, mà quên. Để lại lát lắp sau nhé.
giờ lôi nắp cũng mất thời gian chết luôn. Rồi, và đây là hai chiếc đồng hồ đo điện trở cách điện của hai thương hiệu lớn luôn. Này là Yuki này, này của Yokogawa nha. Đấy, Yuki nha, đồng hồ điện tử nha các bác. Chế độ chưa cho pin rồi. Test xong thì tháo pin rồi các bác. Đấy, đây. Này mã số 7 mà 1.8 triệu này. 1.8 triệu nha, đồng hồ đo điện trở cách điện nha các bác của Yuki. Đo tới 1000V nha. Đấy, 1000V rất mạnh nha. Đây giờ giấy tờ này. Đấy. Tháo à, đấy. Tháo pin để em nhầm lấy pin nhé. Đây, pin này. Này nó chạy 6 cục pin nữa. 1 2 3 4 5. 6 cục pin 1.5V pin tiểu này này. Đấy. Đấy các bác nhìn chân pin ngon đẹp. Đấy, chân pin còn sáng này. Đấy, chân pin rất đẹp nha. Hai bên vậy nha. Ờ, chứ nhiều cái là nếu pin nó chảy ra nó hư chân pin là kém nha các bác. Đấy, nhưng cái này chân pin nó còn nguyên. Đấy, còn sáng bóng. Thấy không? Đấy. Nắp này. Các bác cứ theo cái chiều cộng trừ này bác nắp nhé. Xoáy lại. Cái này là nó đo được cái này model 3119-11 nha. Nó phóng điện được tới 1000V nữa các bác. Rồi đo được tới 2000 mA nha. 2000 mA ôm nha. Đấy. Đây. Cái này rất mới nha các bác. Đấy, rất mới đấy. Japan này, năm 1994, hàng đẻ rất mới. Bây giờ rồi em test nha. Này nó có đèn đây này. Đây đấy, bật nó lên đèn, tắt đèn à, đây tắt đấy. Rồi đây giấy luôn này. Đó, nó phóng điện này. Đây đèn cắm đây nha, đỏ này, đỏ cắm đây này. Đấy rồi em lấy cái này phóng điện các bác coi này. Đó, đồng hồ Sanwa PC 5000 đấy, mới nhá, không phải là mới mà là rất mới, hàng trưng bày cái này về nó không có dây các bác này. Này em phải lấy cái dây của Yuki cũng mới luôn, dây zin luôn đấy, dây Yuki á, mút này. Mút thêm để lôi ra để chắc cho các bác coi. Rồi, đầu mở vàng đây Yuki. Đồ em nhiều lắm, không có thời gian bán. Khổ của mình là không hết việc các bác. Rồi, cắm này. Phóng điện này. Đấy. Bây giờ các bác chú ý nha, em sẽ phóng cái điện, ví dụ để 250V thì nó sẽ phóng này 250V. Rồi còn cái này nó sẽ báo là cái điện trở cách điện của cái đồng hồ này là mấy mê thì nó sẽ báo cái này nha. Đấy, các bác cái đấy nha. Cái này thì mình ấn cũng được, mà nếu mà mình không ấn thì mình gạt như là nó giữ luôn nha. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ gạt nha. Đấy, cho giữ luôn đây các bác nhìn cái này nha. Đấy, 264V nó phóng ấy. Còn điện trở cách điện của cái đồng hồ này là 9 mấy 10 mA này. Đấy, 9.9 mA nha. Thấy không? Đây điện trở cái điện của đồng hồ, còn đây là cái đồng hồ nó phóng điện trong cái này. Đấy. Rồi để 500V nha. Đấy nó phóng 500 này. Đấy nó phóng 524V. Thấy chưa? 524V bên này. Đó, và cái điện trở cái điện của đồng hồ này cũng là như thế, 9.7V. Rồi để 1000V này. Đấy 1000V giật chết luôn các bác, cẩn thận nhé, test cẩn thận nha. Rồi 1000V này. Đấy nó sẽ phóng 1037V. Rồi điện trở cách điện của đồng hồ này cũng là 9.7 mA. Đây là cái này là cái phóng điện 1037V. Đấy, ok chưa? Đấy, hàng Nhật xịn lắm. Đó, cái này thì cái đèn bật sáng cho trời tối thôi. Đấy. Đấy, cái tính năng đơn giản nó vậy thôi. Còn nếu mà các bác đo điện nha thì các bác gạt sang bên này.
không có ấn này nha, đo điện không có ấn gì hết nha. Đấy, tại vì cái này nè, đo điện thì các bác cái này thì chọc được vào điện, nhưng mà cái này các bác phải kẹp một cái kẹp nhỏ nữa thì mới chọc được vào điện, thì là các bác ví dụ chọc điện như này là nó sẽ báo là bao nhiêu vôn đấy, nó đo được tới 600 V nhé. Đấy, nó đơn giản vậy thôi các bác. Đồng hồ nó để trả cái điện nó vậy, nó dòng điện tử Hiyoki rất bền, hàng đồ cổ rất bền nữa. Để xem có tháo được không, tháo cho bác coi luôn nè. Đấy, các bác nhìn nha, đây em vừa tháo mình giữ, các bác nhìn hai bên nhé. Đấy. Đấy, thấy chưa, còn sáng như là ban ngày luôn, sáng đẹp chưa. Đấy, mạch này đó, rất đẹp nha. Rồi lắp lại. Đấy, cái nào mà tháo được nó tháo luôn. Rồi ok, tháo pin nha. Test xong mình tháo các bạn, không có để lên lâu ngày. Mấy cái này ít người dùng lắm. Đăng lên này nhiều khi bán được liền, nhiều khi phải cả tuần 2 tuần sau mới bán được cơ. Tại vì mấy cái này không phải là ai cũng có nhu cầu. Đấy, thành em test xong nên em cứ bỏ pin nha, không có để chảy nước nã khí. Pin thì pin xịn không chảy nước đâu, nhưng mình cứ phòng. Đấy, cho nó chắc ăn. Hộp đầy đủ này, đấy, giờ dây này, đấy, hộp cũng đẹp luôn, dây zin, thôi để tí nắp xong, rồi tiếp tục cái này nhé các bác, kéo không mất thời gian của các bác, rồi, con này là con Yokogawa này, đầy đủ nha các bác, đấy, cái này xịn sò lắm, này mã số 8, 2.8 nha, 2.8. Cái dòng Yokogawa này thì nó sẽ sản xuất Đài Loan và Trung Quốc nha. Cái này là sản xuất tại Trung Quốc này, đó, Made in China này. Đó, Yokogawa đời sau này nó chỉ sản xuất Đài Loan và Trung Quốc thôi. Đấy. Hộp đầy đủ nha, hộp zin nữa nha các bác. Đấy, hộp zin này. Cái hộp này để dây này. Đấy, hộp dây này. Giấy tờ đầy đủ này. Đó, giấy này. Dây này. Có điện nhá. À vẫn còn pin, vẫn để pin đó để mà test cái này. Nó cũng giống như cái này nhá, cũng phóng tới 1000 V nữa các bác và 2000 mA nhé, 1000 V và 2000 mA, nhưng mà cái này nó còn nhiều tính năng hơn, nó có nhiều tính năng lắm, em cũng không có biết hết được những cái tính năng của nó. Cái này thì ít tính năng này đó, cái này ít tính năng hơn, còn cái này nhiều tính năng lắm nha. Đấy, các bác chuyên thì các bác cứ đánh cái model là MI40 này, Yokogawa MI40. Cái này nếu như đánh sạch thì là nó ra 10 mấy triệu nha. Cái này giá mới của nó 10 mấy triệu các bác. Đấy, 10 mấy triệu thôi. Giá qua sử dụng thì chỉ có 2.8 rồi. Đấy, rất rẻ. Các bác mua này rất lời. Mới của nó 10 mấy triệu á. Đó, không phải ít tiền đâu nha các bác. Rồi. Rồi. Đâu à? Ớt này đây, dây đen ở đây nha, đen này, đỏ này, mai đỏ, đấy, rồi, không giận rồi, đây, cho đồng hồ test luôn, 125 V. Đấy, phóng này. Rồi 125 này. Đấy, trăm để 125 nó phóng được 149 V. Đây, các bác nhìn rõ. Đấy, để cho rõ nha. Rồi 250 này. 250 đó, phóng được 298 V. Đấy, thấy chưa? 500 này.
500 phóng được 594V, điện trả cách điện của cái đồng hồ này cũng là 10 mê nha. Vừa cái này đo cũng chín mấy 10, cái này cũng thế y vậy luôn nha. Nè. Đấy, thấy không? Y vậy luôn. Đó. Rồi. Đến 1000V. Giờ phóng 1000 á thì các bác phải giữ nút này nha thì mới được nha. Chứ bình thường này không vặn nó nha, nó khóa nha. 1000V nó cao, phải giữ nút này mới vặn được. Đấy, vặn được 1000V. Rồi, 1000V nó nguy hiểm các bác. Này. Đấy. Rồi 1182V. Đấy, nó phóng đấy. Thấy chưa? Nó phóng được 1182V. Đấy nha. Đấy, 1182V. Điện trả cách điện của đồng hồ này là 10 mA. Đấy, ok chưa? Rất chuẩn nha. Mấy cái hàng dòng cao cấp này thì nó chuẩn lắm, đắt tiền mà, mới có mấy triệu không phải giá đâu. Đấy. Xe nào để em xem có tháo được không, này chắc em không tháo được các bác ơi, để em tháo cho nó dùng này thôi chứ tháo trong kia khó lắm lắm. Bác nào mua thì cần em sẽ tháo được quay này. Em dùng 4 pin, 1, 2, 3, 4 pin thôi. Đấy, 4 pin nhá. Tháo lằng nhằng lắm. Thôi, hết thời gian. Này bác nào mua thì em sẽ tháo sau nhé. Em sẽ tháo làm riêng cái video cho các bác coi nhé. Cái này còn nhiều tính năng nha các bác. Đấy, nó có mấy cái này bật đèn này, rồi con bác này, cái gì nhiều lắm. Nhiều tính năng lắm nha. Đấy, em không có biết hết được đâu. Đây. Đấy, rất nhiều tính năng. Đó, các bác cứ chuyên, các bác cứ sạc cái model nghe là biết giá tiền và tính năng của nó hết. Rồi. Thì cái video hôm nay em các chi tiết và báo giá cho các bác 8 cái sản phẩm nha. Đó, thì các bác coi video, ai có nhu cầu mà nào liên hệ với em qua số Zalo điện thoại em ghi bên dưới màn hình nha. Đấy, các bác nhớ cho em xin like, các bác like và đăng ký kênh nha. Rồi, xin chào các bác.